Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hiền sẽ nói thêm một chút về cái phần Lightroom Import mà lần trước trong cái video hồi trước thì Hiền quên nói, nên muốn bổ sung thêm. Ok, at the end của cái video trước thì mình đã import những cái tấm hình này như quý vị thấy vào trong Lightroom. Ok, thì bây giờ đó Hiền muốn show cho quý vị coi là chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà Hiền bỏ cái USB stick mà lần trước mình đã xài vào. Ok, thành ra Hiền sẽ cắm vào, quý vị đợi một chút nha. Ok, Hiền đã cắm vào rồi. Thì cái computer nó sẽ show cái này, mình sẽ unclick nó này. Đồng thời Lightroom nó cũng show cái import dialog cũng giống như lần trước vậy. Ok. Thì quý vị thấy lần này nó có một cái đặc biệt là những cái tấm hình mà nó đọc được ở trong USB nó đều bị gray out hết, nó không có check cái nào hết. Lý do đó, nếu quý vị nhìn qua bên này thì nhớ hơn lần trước mình nói đó, là mình check cái don't import suspected duplicates. Thì Lightroom nó khôn đủ để mà nó nói là ok, mấy cái này là duplicates tại lần trước nó đã làm rồi, thành ra nó blank all of them out. Thì mình có một cái choice là nếu mà mình không đồng ý với nó, hoặc là bất cứ một cái lý do nào mà mình muốn import lại, hoặc là Lightroom nó wrong á, thì mình nên click cái này nữa. Khi mình ấn click cái này, nó sẽ cho mình import. Mà nó không có đòi hỏi gì nữa cả. Nhưng mà Hiền highly recommend là Lightroom thường nó ít khi nào nó sai lắm. Thành ra mình click cái này. Ok, đó là một import. Trong trường hợp này, quý vị thấy mình sẽ không có import được một cái gì khác hết. Thì Hiền muốn show cho quý vị một cái rất là quan trọng là cách để mình set cái preferences của Lightroom để deal với cái import mà lần trước Hiền không có nói. Thì bây giờ đây Hiền sẽ cancel cái import này tại vì mình không có cần import thêm nữa. Ok, thì mình trở lại cái library module của mình. Rồi sau đó đó, to change your preference này, mình vào trong edit này, quý vị trên này nè, mình bấm edit đó, xong rồi dưới này nó có cái preferences, hoặc là mình có thể do control cộng thì nó cũng như vậy thôi, hoặc là command cho Mac. Ok, thì mình bấm preference, thì một cái preference dialog nó hiện lên, nó có rất là nhiều cái choice để cho mình chọn. Hôm nay ấy, Hiền chỉ muốn nói một phần nhỏ của nó thôi, tức là cái phần import thôi. Quý vị vào cái general này nè. Ok, trong cái general này á, thì nó sẽ hỏi cái phần này cũng khá quan trọng. Nó hỏi là default catalog là cái gì. Thì tại vì trong trường hợp này mình có hai cái catalog, ít nhất là hai cái, đúng không quý vị? Tại vì một cái là cho default của cái Lightroom rồi, xong rồi mình create một cái new catalog lần trước. Thành ra mình sẽ có hai cái. Thì cái default của nó là thường nó nói load cái mà đã xài gần nhất đó. Tức là thí dụ hôm qua mình xài, hôm nay mình bật lên thì cái đó là cái most recent catalog. Thì cái đó là cái default. Nhưng mà đây này, mình click cái này mình sẽ thấy nó đó là cái choice. Nhưng mà mình có thể, tại vì mình có 2 hoặc là 3 hoặc là 4 hoặc là 5 catalog này nọ, mình có thể nói nó là prompt me, tức là mỗi lần mà mình bật Lightroom lên nó sẽ hỏi mình là mình chọn cái nào. Hoặc là mình có thể vào mình chọn thẳng luôn cái nào mà mình muốn. Nên nhớ không, nếu mà mình mà không có thích cái này nữa đó thì mình can always... không, trong này mình không xài được. Tí nữa Hiền sẽ show cho quý vị. Thì trong trường hợp này mình sẽ chọn most recent catalog. Ok. Xong rồi đó, mấy cái import option này nè. Thì Hiền đề nghị là mình click all of them on.
Sau này quý vị xài nhiều rồi thì mình có thể vào trở lại, mình có thể unclick cái nào mình không muốn. Dưới này là khi mà nó import xong rồi mình có muốn nó play sound hay không. Hiền thì không có thích nó nói play sound là cứ như vậy. Ok, thành ra mình hit ok là xong cái phần mà import setting. Một cái mà Hiền muốn nói hồi nãy mình đang có cái kia open thì mình không muốn nói được là nếu quý vị muốn đổi catalog rất là dễ. Mình vào đây nè. Ok, thì cái choice là open recent thì nó sẽ chọn. Thường ấy, lúc mà mình xài cái này ấy, thì mấy cái catalog mình nó sẽ hiện ra hết. Ví dụ như trong trường hợp này nè, Hiền muốn muốn về lại cái Lightroom catalog kia, Hiền chỉ cần choose cái này là nó sẽ trở về lại. Ok. Hoặc là mình có thể nói là open catalog, nó cũng sẽ cho mình chọn. Nhưng mà cái này là mình phải vào trong cái chỗ mà mình save. Nó hơi khác. Cái mà tiện nhất á, là chỉ vào đây thôi. Là mình nói open recent là dễ nhất. Ok. Rồi. Mình chỉ muốn giữ cái này ngắn gọn thôi, tại cái này là supplemental cho cái import. Ok, xin cảm ơn quý vị. Mình sẽ làm một số mấy cái video khác nữa để mà cover mấy cái lesson mà mình đã nói rồi trong PSCBN nha quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều.